ấm lòng tình người giữa cơn giông. Dù xa lạ nhưng thấy người khác gặp nạn, cả gia đình quan tâm, dịu dàng giúp đỡ, tựa như người nhà. Đoạn clip được đăng trên một group Facebook đang nhận về nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đăng kèm đoạn video, chủ nhân bài viết còn ghi chú rằng: "Mình chỉ muốn lan tỏa điều tích cực, sự yêu thương này đến với tất cả mọi người thôi." Theo đó, đoạn phim được trích xuất từ camera an ninh của một gia đình. Trời mưa, đường trơn, một chiếc xe máy lao vun vút trên đường rồi không may bị ngã do phanh gấp. Nghe tiếng động lớn, cả gia đình chạy ra gọi nhau hỗ trợ giúp đỡ người gặp nạn. Thì ra trên xe máy là hai mẹ con, em bé vì quá sợ hãi mà khóc òa lên. Lúc này em được bà ôm vào lòng, dịu dàng dỗ dành, vỗ về tựa như con cháu trong nhà. Ở ngoài kia, ông cũng đang giúp mẹ em dựng xe lên, đỡ chị vào nhà, đầy ân cần. Giữa nơi xa lạ, dưới thời tiết mưa gió mịt mù, dù chẳng may bị ngã, nhưng bù lại, hai mẹ con chị lại gặp được những người tốt. Dù không biết nhau là ai, nhưng thấy người gặp nạn, cả gia đình không hề nề hà, chẳng phân vân, giúp đỡ hết lòng, tận tâm như người thân trong nhà. Rất may mắn cả hai mẹ con không gặp vấn đề gì đáng quan ngại, chỉ xây sức nhẹ mà thôi. Chúc mẹ con chị bình an, chúc cả gia đình bác luôn mạnh khỏe và nhiều điều tốt lành. Hy vọng thước phim như một câu chuyện ấm áp, lan tỏa những năng lượng tích cực đến cộng đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị.